Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 6 tháng 8 năm 2019. Và bây giờ cũng là hơn 12 giờ tối các bạn nhé. Hôm nay buổi tối ngày hôm nay thì mình vừa bận chút một công việc, bây giờ mình vừa mới về xong. Và buổi tối ngày hôm nay ấy, nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 5. Note 5 hôm nay mình vừa về được một cây này xong. Máy rất là đẹp các bạn nhé. Nè. Máy màu trắng rất đẹp các bạn nhé. Đây, máy màu trắng. Máy màu trắng rất là đẹp ạ. Máy màu trắng rất đẹp các bạn nhé. Đấy. Và cấu hình con Samsung Note 5 này thì có cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB. Và con này sản phẩm Samsung Note 5 ấy thì bên mình đang thanh lý với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Máy màu trắng rất đẹp nhé, hình thức là 9 nó phải tầm độ tầm 96% các bạn nhé. Máy rất là đẹp các bạn. Đấy. Và bạn nào mà thích sản phẩm Samsung Note 5 này, các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Số điện thoại bên mình thì có hai số 0966221789 này. Là mình là có một số này nhé các bạn nhé. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn nhé. Thì vì ở clip này mình nhắc luôn, tại vì Zalo thì mình đang bị full bạn bè nhé. Các bạn cứ không kết bạn được cho mình ấy, thì các bạn có thể là nhắn tin cho mình nhé. Mình tại vì mình cũng bật chế độ nhắn tin nhận của người lạ mà, nên các bạn yên tâm nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn phải liên hệ số 2, liên hệ số 2 không được thì các bạn gọi số 1. Giúp mình nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn đã tin tưởng rồi thì các bạn có thể là chuyển khoản. Và hình thức thứ hai là các bạn nào mà chưa tin tưởng ấy thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước phí ship cho mình nhé. 50k và 100k tùy theo mức của sản phẩm, giá của sản phẩm nhé. Đây, máy nó nằm rất đẹp nhé. Này, con này xem nó đang chạy phần mềm bao nhiêu. Này, phiên bản 6.0. Phiên bản này bây giờ cũng hơi bị hiếm đấy. Nói chung là bây giờ là toàn lên 8, 9 chấm rồi. Nhưng mà bản 6 nó dùng có cái hay của bản 6 các bạn nhé, rất là nhanh, rất mượt nhé. Có cái bút rất là được rồi này. Này, nó nằm. Và sản phẩm hôm nay, buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có giới thiệu ít ở clip ngày hôm nay. Thì nhà mình có, hôm nay thì mình bắt đầu nhà mình bán thêm các cái dòng mà Virtu hàng fake này. Nói chung là hàng fake cao cấp này. Nhà mình thì hôm nay có mấy mẫu Virtu các bạn nhé. Thì các bạn nào thích sản phẩm máy mà để nghe gọi mà sang chảnh dòng Virtu ấy thì các bạn có thể là mua ủng hộ bên mình nhé. Đây, nhà mình có mấy dòng Virtu này. Nói chung là hôm nay mình thấy các cái sản phẩm hay, mình cũng nhiều khi bán ứng nó nhảm rồi. Nhiều khi thấy nó cũng nhảm chán. Hôm nay thì mình bán thêm các dòng mà Virtu, đây là rất là nhiều mẫu Virtu rồi đấy. Hàng Virtu này là hàng mới 100% các bạn nhé. Đây. Virtu. Và mình sẽ bỏ tạm hai cái mẫu Virtu này ra. Và mình sẽ bóc sản phẩm Virtu đầu tiên bên mình. Đây, Virtu bên mình đầu tiên đấy. Đây, các bạn nhìn dòng rất Virtu rất là thích nhé. Đấy. Và sản phẩm này là chạy 2 SIM này các bạn. Virtu 2 SIM. Đây còn Virtu A8 này. Máy rất là nhỏ gọn các bạn nhé. Con này rất nhỏ gọn nhé. Đấy, máy rất nhỏ gọn, mà bấm thì loa bọn này nghe thì cực kỳ là sướng các bạn nhé. Virtu A8 thì sản phẩm Virtu A8 ấy thì con này thì bên mình sẽ tặng được 2 pin các bạn nhé. Sản phẩm mới thì các bạn sẽ được pin 2 pin nhé. Này, Virtu A8. Bạn sẽ 2 pin này. Một cái dây sạc này.
một củ sạc này các bạn nhé, và một bao da nhé. Này, bao da rất là sang chảnh các bạn nhé. Và sản phẩm Vertu A8 này thì bên mình đang thanh lý với giá mình đang bán với giá là mềm nhất nhé, mình đang bán với giá là 600k các bạn nhé. Nhiều khi thỉnh thoảng bán ứng đá thêm các sản phẩm này vào thấy hay. Này, con này thì bên mình đang bán với giá là 600k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm một con Vertu mà để nghe gọi, ví dụ mấy cả cái độ sang chảnh, nói chung độ vàng óng máy như cả con ô tô ấy, rất là đẹp nhé. Đấy, màu vàng nhẫy nhá. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 600k các bạn nhé, rất là đẹp ạ. Và đây thì mình sẽ tên thẻ, đây thì mình sẽ giới thiệu luôn hai mẫu điện thoại nhé. Hộp rất nhỏ gọn nha các bạn nhé. Đấy, rất là nhỏ gọn nhé. Đây, và sản phẩm tiếp theo là một con Vertu nữa nhé. Đấy, Vertu này thì tất cả sản phẩm Vertu thì cũng kèm được hai pin nhé các bạn nhé. Một cục sạc, một dây và một pin này. Đấy, này. Đấy. Này, con này cũng là hai sim các bạn nhé. Đấy. Này. Và sản phẩm Vertu này nó không có tên. Vertu tên của nó này thì mình cũng không, tiếng Anh thì mình không dành nhiều lắm. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700k các bạn nhé. Máy rất là đẹp nhé, hai sim hai sóng nhé. Nhưng mà với sản phẩm Vertu này thì nói chung là loa là to lắm, cái loa nghe thoại cực kỳ sướng nhé. Vì trước thì mình cũng hay bán lắm, đợt trước thì mình cũng hay bán lắm. Và đợt này thì là mình cũng ít bán đấy. Và bây giờ thì cũng hơn 12 là mình cũng rất buồn ngủ nhé. Nhưng mình vẫn cố gắng là giới thiệu những sản phẩm điện thoại nào bên mình cho các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vertu này các bạn nhanh tay đặt hàng thì mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp con bên mình nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700k nha các bạn nhé. Hộp cũng rất là nhỏ gọn xinh xắn nhé. Và con này thì lại hộp to hơn một chút. Đấy, con này Vertu này. Đấy. Đấy. Con này là Vertu là K7 cộng này. Đây là khe thẻ nhớ này. Khe thẻ nhớ này. Đây là dưới này là khe SIM các bạn nhé. Dưới này khe SIM, một trên này là khe thẻ nhớ nhé. Đấy, và sản phẩm Vertu này, nắp bằng sắt này. Rất là cứng. Đấy, máy rất là rẻ. Bạn nhìn chưa? Rất là sang chảnh các bạn nhé. Đây thì cũng có tặng kèm này, hai quả pin này, một cái này thì có là cáp tai nghe này, và đây là cáp chân sạc nhé. Con này mình sẽ tặng hai quả pin này, đây là một cái tai nghe và chân sạc. Và sản phẩm Vertu này thì bên mình cũng đang bán và chiên khách hàng với giá cũng 700k các bạn nhé. Bên mình cũng đang thanh lý với bạn chiên cho các bạn là 700k nhé. Cũng hộp, một cái hộp rất là sang trọng, lịch sự, hộp bọc da, hộp giả da rất là sang trọng. Con này thì hộp thì to hơn, hộp rất đẹp. Bạn nào mà tặng quà thì nói chung là làm một phần quà tặng cũng khá tuyệt vời đấy, Vertu sang chảnh nhé. Đây thì nhà mình có 3 mẫu nhé. Hai con này thì đồng giá là 700, và con này thì là bên mình đang bán 600 nhé các bạn nhé, nhỏ gọn hơn thì 600 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vertu thì các bạn nhanh tay đặt hàng thì mình là sớm nhất nhé. Thì bên mình thì hàng bên mình thì có, nói chung là các bạn cần thì mình sẽ lấy cho các bạn, mình đáp ứng đủ cho các bạn nhé, nên các bạn yên tâm phải lo nhé. Và chuyển qua những mẫu sản phẩm tiếp theo thì nhà mình có sản phẩm là con V9 YouTube này. Đây, hôm nay mình lại về tiếp con V9 YouTube này, thì mình sẽ cũng đọc qua cái cấu hình con này thì mình sẽ, đây là con này là hàng nguyên hộp các bạn nhé. Ở đây thì sẽ còn là, ở đây các bạn sẽ được một cái ốp này, và đây là ở dưới đây sẽ có một cái sách hướng dẫn này và que chọc sim nhé, V9 nhé. Con này là V9 YouTube nhé. Đây, ở đây thì sẽ phụ kiện này, cáp sạc này, dây sạc và cục sạc nhé các bạn nhé.
của sạc Vivo. Đấy. Đấy, V9 này. Và mình cũng nói qua về cấu hình con V9 Utut này. Con này là màn hình là 6,3 inch này. Và con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhá. Đấy. Máy màu đen rất đẹp các bạn nhé. Đấy, máy màu đen rất đẹp ạ. Nói chung là cấu hình là RAM 4 bộ nhớ 32 thì các bạn thì thao lưu trữ nhá. Đấy. Rất là sướng nhá. Nói chung là các bạn không mua cái này thì bạn mua cái gì nữa. Quá là ok rồi. Nói chung là cái màn hình giọt nước rất là đẹp các bạn. Rất nhiều tính năng. Nói chung là nhiều tính năng. Có mờ mắt này. Nó rất là ok nhé. Rất nhiều tính năng. Đấy. Và con V9 Utut này thì bên mình đang thanh lý với giá là $2,900,000 các bạn nhé. Mình bán với giá những cái nói chung là mềm nhất cho các bạn xem nhé. Nói chung với giá mềm nhất cho các bạn. Nhưng các bạn yên tâm về giá cả nhé. Và sản phẩm V9 này thì bên mình đang thanh lý với giá là $2,900,000 các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Vivo V9 này thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất. Hôm nay thì mình về được 2 con các bạn nhé. Này, hôm nay về được 2 con các bạn nhé. Này. Sản phẩm là nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo V9 Utut này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và hôm nay thì số lượng nhà mình thì có 2 con thôi, nên là mong các bạn đặt hàng cho mình là sớm nhất. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S. Note 1S hôm nay thì mình lại về được 3 cây. Và sản phẩm Xiaomi Note 1S này thì bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng. Cấu hình mình sẽ đọc qua cấu hình con này. Cấu hình con này là RAM 2GB và bộ nhớ 16GB. Hình thức là máy đẹp từ 90 đến 95% các bạn nhé. Và được cái con này thì là được cái trang bị là cái màn hình là 5,5 inch. Dụ ở nhà các bạn nào có ông bà bố mẹ mà tuổi cao mắt kém ấy thì các bạn có thể là mua về tặng ông bà mẹ và một con máy chữ to mắt to thì cũng rất là thích nhá. Và nhà có con nhỏ các bạn có thể là mua sản phẩm này về cho con nhỏ xem phim thì cũng khá là tuyệt vời nhá. Với cấu hình RAM 2 bộ nhớ 16 thì các bạn có thể là chơi game bình thường cũng ok nhá, kể cả game nặng thì cũng ok, game nặng ok thì mình cũng đã test hết cho các bạn nhé. Nhà mình thì có 3 con nhá, hôm nay mình vừa về 3 con nhé, sản phẩm Xiaomi Note 1S nhé. Và hôm nay thì bắt đầu thì nhà mình thì đang lập một kênh YouTube mới thì tí nữa thì mình sẽ đăng vào kênh YouTube mới của mình. Thì cái kênh này thì nói chung là cái kênh này là kênh YouTube của mình từ ngày xưa rồi. Thì vì mình hay copy đăng các cái video mà trên mạng mình Facebook về ấy, thì đang bị rất nhiều cái vi phạm bản quyền. Là mình đang muốn là chuyển sang một kênh YouTube khác thì mình sẽ đăng video kênh này và kênh mới. Thì các kênh mới thì mong các bạn đã thành viên và fan kênh của mình rồi thì các bạn có thể là sang ủng hộ kênh giúp mình nhé. Thì vì kênh này là vi phạm bản quyền nhiều quá các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Vivo V5. Con này là con V5 và cấu hình con này là RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhé. Con máy này thì của em xứ Nghệ An này. Máy hình thức là đẹp 90%. Này có cả một cái ốp rất là xinh nhé. Một em xứ Nghệ An này. Và sản phẩm Vivo V5 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Con này nó giống con F1S ấy. Nó có cái nút home này, nhưng mà nút home vật lý rất là cứng nhé. Và sản phẩm Vivo V5S này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Cấu hình của nó cũng là khá là ok nhé. Con này là RAM 2GB, RAM 4GB và bộ nhớ là 32GB nhé các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi con này là Mi 4 nhé. Và cấu hình con này là RAM Mi 4 này.
cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 16GB. Và sản phẩm Xiaomi Mi 4 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Mi 4 thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5 thường. iPhone 5 thường hôm nay lại mình lại về tiếp được 4 cây nhé. Hai đen và hai trắng. Và sản phẩm iPhone 5 thường ấy thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng nhé. Đây. Máy hình thức là đẹp 96, 97, 98% các bạn nhé. Đây. Mình sẽ lựa chọn những con máy đẹp nhất các bạn. Và máy bên mình thì là hình thức là một là máy nguyên zin chưa sửa chữa. Và thứ hai là máy hình thức là rất là ok, rất là đẹp nhé. Nói chung là sản phẩm iPhone 5 thường màu đen cũng bóng rất đẹp các bạn. Màu đen bóng cũng rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đen bóng rất là tuyệt vời, màu trắng rất là ok nhé. Được cái là máy zin nên là các bạn dùng được yên tâm, không phải lo nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc chiếc Z7 Prime. Hôm nay mình vừa về con này xong này. Con này là máy zin đét nguyên bản nhé, chỉ hình thức người khách thì dùng mẫu ốp này, chỉ vật tí trắng thôi ạ, vật tí trắng thôi. Con máy zin nguyên bản các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn con máy không biết là phần mềm bao nhiêu này. Đấy, cũng phần mềm 8.0 rồi nhé. Nói chung là bọn Z7 Prime hỗ trợ rất là cao nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Prime này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.100.000 các bạn nhé. Đây mình sẽ tặng cho các bạn một cái ốp rất là xinh xắn nhé. Và cấu hình con Samsung Z7 Prime, cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Đấy, máy rất là đẹp nhé các bạn nhé. Máy màu đen các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 4. Note 4 này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2 triệu đồng. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Máy Note 4 thì hình thức là đẹp 98-99% các bạn nhé. Máy nguyên zin nhé. Đấy. Mình nhập nguyên chiếc về các bạn nhé. Mình nhập hàng, mình nhập nguyên chiếc rồi về các bạn nên dùng yên tâm, không phải lo nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro hôm nay về được 2 con, một con màu xanh, một con màu gold. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro này thì cấu hình con này là RAM 3GB và bộ nhớ 32GB nhé. Đây, Samsung Z7 Pro thì sản phẩm Samsung Z7 Pro thì bên mình đã thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Nói chung là các bạn nào đã sản phẩm Samsung, dùng sản phẩm Samsung Z7 Pro này rồi thì quá là tuyệt vời đúng không nhỉ? Quá là ok các bạn nhé, rất là ok ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6 thường. iPhone 6 thường hôm nay thì mình mới lượm cái con này của khách, hình thức là đẹp 90% nhé. Nói chung là cũng phải tí đi. Máy zin nguyên bản của các bạn nhé. Con này là bản công ty luôn các bạn nhé. Mấy con gái dùng rất dữ nhé. Vân tân vân tay đầy đủ nhé các bạn nhé. Đây mình sẽ xem cái cuốn này. Và con này là iPhone này 6 này. Con này là bản VN các bạn nhé. Con này là bản VN nhé. Con này là bộ nhớ của nó là 32GB các bạn nhé. Đấy, rất là nhạy vân tay. Nói chung là bản VN thì các bạn dùng thì thao hồ rồi. Dùng thao hồ phá nhé. Vân tay rất nhận nhé. Và sản phẩm iPhone 6 thường này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.500.000 nhé. Và con này thì là hôm nay mình vừa lộng là một của đây em gái mưa, rất là đại gia này. Đấy. Con gái rất lớn, rất xinh xắn này. Và con này là bản VN và bản công ty nhé, bản công ty, con này là bản công ty của Việt Nam này. Và con này là bản 32GB nhé. Con này bên mình đang thanh lý với giá là công khai với giá là 2.500.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 này các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Để biết tại vì sao lại các cái clip mình hay đăng ghi số điện thoại của mình không? Tại vì mình để tránh trường hợp ví dụ các cái trang khác copy cái video của mình để đăng lên một cái kênh YouTube khác ấy. Đấy, để tránh trường hợp như thế thì mình sẽ đăng các số điện thoại như này để tránh việc Zbot ghi lại video của mình đấy nhá. Đây là số điện thoại của mình. Mình thì cứ xài một số, mình cứ xài hai số duy nhất, hai số nhá. Nên là các bạn mua bán cho mình yên tâm.
sản phẩm bên mình thì có bảo hành là 6 tháng và lỗi được 1 thì 1 tuần. Nên là các bạn mua hàng sản phẩm bên mình thì yên tâm, không phải lo ạ. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc LG G6. LG G6 thì bên mình hình thức là máy đẹp, là con này là 98-99% nhé. Máy màu be rất là đẹp nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Máy được bo tròn rất đẹp nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ đấy mình giới thiệu với các bạn. Thì các bạn nhớ thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo, có những cái video và mua bán cái cũ nào ấy thì các bạn mình đăng lên. Thì các bạn có thể thích, các bạn có thể là mua bán ủng hộ mình. Và ở cái kênh YouTube này thì mình cũng đang là cái ngày trước thì mình cũng hay dính vi phạm bản quyền nhiều ấy. Thì các bạn có thể là mình đang lập một kênh mới thì các bạn đã fan cứng bên mình thì các bạn có thể là sang bên đấy ủng hộ kênh giúp mình nhá. Và cũng muộn rồi nhá, cũng là hơn 12 rưỡi rồi các bạn. Thì mình cũng chúc các bạn ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy vui hạnh phúc nhá. Và xin chào tất cả các bạn nhá.